Nghi ngờ Việt Nam che giấu dịch bệnh Covid-19, giáo sư Mỹ phải đính chính. Trên trang Twitter của giáo sư Hanh vào ngày 10 tháng 6 liệt kê những nước bị ông này cho vào nhóm không cung cấp thông tin Covid-19 hoặc thông tin công bố gây hoài nghi. Trong đó, Việt Nam bị bêu danh đầu tiên với dòng chữ không có dữ liệu chính thức. Kế đến là những nước bị nghi ngụy tạo số thống kê như Trung Quốc. Dòng Twitter này ngay lập tức không chỉ nhận được phản ứng dữ dội từ dư luận mà lại đến từ chính giới học giả trong và ngoài nước tổng cộng 285 chuyên gia và nhà nghiên cứu trong lĩnh vực y tế công cộng và những người quan tâm trên toàn thế giới đã gửi thư cho Đại học John Hopkins, Mỹ, yêu cầu giáo sư đang công tác tại đây là ông Steve Hanh phải rút lại đoạn tuyết gọi Việt Nam là quả táo bị thối giữa trong việc cung cấp dữ liệu COVID-19, theo trang Medium hôm 17 tháng 6. Trước phản ứng phẫn nộ của cộng đồng mạng và giới nghiên cứu, ngày 16 tháng 6 giáo sư Hanh đã phải đăng dòng trạng thái mới trên trang Twitter về Việt Nam. Trước phản ứng phẫn nộ của cộng đồng mạng và giới nghiên cứu trong nước lẫn quốc tế, giáo sư Hanh vào ngày 16 tháng 6 cho đăng dòng trạng thái mới trên trang Twitter. Trái ngược với hình ảnh mà tôi đăng tuần trước, hóa ra Việt Nam có thống kê hoàn hảo trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, nhiều người tiếp tục chỉ trích khi ông Hanh dùng ngoặc kép ở cụm từ hoàn hảo ở phần số liệu Covid-19. Đó là cách ông xin lỗi hay sao? Một người tên Mike bùi chất vấn. Đáng buồn thay cho giáo sư Hanh khi ông lại đưa Việt Nam vào danh sách này, trong khi báo chí, truyền thông quốc tế và nhất là Tổ chức Y tế Thế giới, các cơ quan nghiên cứu y tế của Mỹ, nhiều nước EU, châu Á đều khẳng định Việt Nam là nước minh bạch về COVID-19, là hình mẫu đáng học tập trong việc triển khai chống dịch bệnh hiệu quả với chi phí thấp. Từ ví dụ này có thể thấy, giới học giả Mỹ có ảnh hưởng trên thế giới, đáng ngưỡng mộ về nhiều thành tựu khoa học, nghiên cứu lại có thể hồ đồ như vậy khi nhận định về Việt Nam. Nếu như ông này ít có dữ liệu trong lĩnh vực khác thì có thể thông cảm được, nhưng riêng chiến dịch chống Covid-19 của Việt Nam lại được chính trị ra, tổ chức quốc tế, báo chí đưa tin bằng tiếng Anh khá nhiều. Phải chăng vị giáo sư trên không biết sử dụng những công cụ tìm kiếm như Google hay ông phát ngôn vì ác cảm với các nước bị Mỹ quy là độc tài, cộng sản như ác cảm của bộ phận phát hành báo cáo nhân quyền hàng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ, Ủy ban tự do tôn giáo Mỹ, chỉ tiếp thu thông tin từ một nguồn, tức là từ các tổ chức phản động, thù địch với Việt Nam mà không cần biết đến nguồn khác. Đen đuổi thay, thông tin về dịch bệnh COVID-19 lại không dễ che giấu, không dễ cả vũ lấp miệng em như các vấn đề chính trị khác.